Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai thì trên cả nước để xem kênh cuộc sống của Đời Hậu Giang ạ. Do hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Nguyễn Kha ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị ha. Hôm nay thì em Kha cũng có một lô phơi mai vàng ghép siêu bông bình lợi tầm khoảng 25 cây đó với cô chú anh chị. Ngoài ra thì mình cũng có một số cây siêu bông Sài Gòn, cúc thọ hương, bạch mai tân tân. Quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm những giống mai nào mình liên hệ với số điện thoại em Kha giúp em ạ. Em xin phép clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ phía sau lưng em là một lô phôi mai vàng đới viếp hàng rụng lực luôn á cô chú. Đang ghép giống mới để mình sưu tầm giao lưu cho năm sau cô chú anh chị ha. Em xin phép clip chia sẻ lên theo với cô chú. Chị xin chào em thôi. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh ạ. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những kích thước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842 cũng là số Zalo ạ. Địa chỉ của em là ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 26C, một cây siêu bông Sài Gòn. Giao hoành là 26. Chủ đế đặt này là 47. Chiều cao là 45. Tán ngang là 50. Và mã số 26C, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1.600.000 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, đang ra thêm thay đợt mới nha cô chú chị ha. Sài Gòn. Cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 27C. 27C cũng là một cây siêu bông lợi cô chú anh chị. Nhỏ cũ nha cô chú anh chị. Dạ, hoài là 19. Chiều ra là 45. Tán ngang là 45 luôn. Cây ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. Và mã số 27C, một cây siêu bông bình lợi này em sẽ vô luôn là 500 em bao ship. Em sẽ không ship chậu ạ. Cái này ghép được 7 bo nha cô chú anh chị ha, 500 nha. 500k em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ rồi. Dạ mã số 28C. Cái này mình ghép cái bo nó già cũng già lắm đó cô chú, nó lên ra luôn hết trơn á hả? 28C là một cây siêu bông bình lợi của chính chị. Bên em bao chuyển giống của chính chị, hoành 26. Chiều cao là 57. Tán ngang là 57 luôn. Dạ mã số 28C, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1.300.000 em bao ship. Dạ 1.300.000. Tặng chậu luôn cô chính chị. Mã số 29C. Một cây siêu bông lại cô chú anh chị. Cây này lấy cỡ trên 40 bo. Dạ bo già nha cô chú anh chị. Ghép được 30 ghép. Dạ hoành chỗ vị trí này là 30 đúng luôn cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 55. Dạ mã số 29C, một cây siêu bông bình lợi này em xin luôn là 1.300.000 bao ship. Dạ 1.300.000. Tặng chậu luôn của chú anh chị. Giờ mình có thể test được một bông luôn hả cô chú, nó lên lúc lụ cho. Hàng bên em là siêu bông bình lợi bao chuyển giống của chú anh chị. Dạ dạ. Dạ 30. Dạ mã số 30C. Cái này dùng được lắm. Một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Giao hoành là 24. Nở củ nở đế luôn nha cô chú. Cái này bị lúa nhẹ cô chú anh chị. Dài cái lúa là 6 cm. Ngang là 3 cm. Chiều cao là 44. Tán ngang là 70. Nhà mã số 30C. Một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 900 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ. 31C. Dạ mã số 31C. Cái này siêu lùng lực luôn cô chú anh chị, mình ghép một to thôi ha. Đâu ngoài nữa được. Thank you.
Dạ hoành là 24. Chi cao là 30. Tán ngang là 25. Và mã số 31C. Một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho luôn là 600 bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn cô chú anh chị. Ghép được một bo một. Dạ, dạ. 32C. Dạ mã số tiếp theo mã số 32C. Một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng tàn ấm mà lùng lực cũng nở luôn nha cô chú anh chị. Đầu hoành là 31 của chính trị, 31 đúng luôn. Cũ lấy đặt này là 44. Chiều cao là 51. Tán ngang 50. Chờ mã số 32C, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho luôn là 2 triệu rưỡi với bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn. Lùm lì mình ghép đều tặng hết trơn rồi cho chú chị ha. Ba mươi ba xe. Nhà mã số tiếp theo mã số 33C. Một cây giảo như ý của chú anh chị. Kết 4 bò rồi cho chú anh chị ha. Hoành là 17. Chị ra 30. Tán ngang bò vậy là 22. Và mã số 33C, một cây giảo như ý này em xin giao lưu là 630 ship. Dạ. Em sẽ không xích chậu của chính trị. Dạ. Mã số 34C. Dạ, 34C. Một cây giảo như ý luôn của chính trị. Mấy cái này em bao chuyện giống của chính trị. Em ghép được có mấy cây à? Hoành là 17. Chiều cao là 28. Tán ngang là 20. Cái này mình ghép cũng được không? 4 bò. Được rồi, cây này mã số 34C. Một cây giảo như ý này em xin luôn là 600 em bao ship. Em sẽ không xích chậu. Mã số 35C. Dạ, mã số thứ hai mã số 35C. Một cây giảo như ý của chú anh chị. Cây này nó đang liên tục dài quá trời cô chú. Hoành là 25. Chiều cao là 40. Cái này quá tí bo của chính trị. Tán ngang là 56. Và mã số 35C. Một cây giảo như ý này em xin cho luôn là 1 triệu 7 bao ship. Dạ. Tặng cậu luôn. 1 triệu 7 nha cô chú anh chị nha. Cái này giờ lấy ra đã luôn nha cô chú. 2, 3, 4, 5 chục ghép đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Số thứ hai mã số 36C. 36C là một cây bạch mai tăng tăng. Hoành là 28. Dạ. Đế sản nơi mà nó gom đáng lên củ luôn cơ chứ. Củ đế đặt này là 47. Cái này mới 3 trọc nhất nè. Chiều ra là 60. Tán ngang 55. Và mã số 36C, một cây bạch mai tăng tăng này em xin luôn là 1 triệu 6 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ, 1 triệu 600 ngàn. Thì ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ. 37C. Dạ, mã số tiếp theo mã số 37C. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Cây này tàn ấm tàn luôn á cô chú anh chị. Dạ, hoành là 24. Củ đế đặt này là 48. Chiều cao là 55. Tán ngang là 40. Và mã số 37C, một cây siêu bông bình lợi này em xin vô luôn là 1 triệu rưỡi em bao ship tặng cậu luôn. Dạ, 1 triệu 500 ngàn. Cây này mình dắt cũng được 2, 4, 6 bò nha cô chú chị. Là 38. 38C. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Dạ hoành là 26. Dạ. Củ đế đặt này là 50. Nào cũng nở củ nở đế trơn cô chú anh
Chiều cao là 45. Tán ngang là 50. Và mã số 38 xe gây siêu bồng lợi này em xin vô luôn là 1.600.000 em bao ship tặng cậu luôn. Mã số 39. Dạ, mã số 39 xe. Đa số là form bonsai lùng lực đế cũ đặt hết cô chú chị. 39 xe là một cây siêu bông bình lợi. Cây này cũng có đế cũ luôn. Mình tính chi tí này là 23. Chiều cao là 58. Tán ngang là 55. Và mã số 39 xe một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 900 em bao ship tặng cậu luôn. Cái 16 bo luôn á cô chú anh chị. À dạ xin lỗi 7 bo. Dạ mã số tiếp theo mã số 40C. Cái này tàn ấm tàn luôn rồi nha cô chú. 40C là một cây bạch mai thăng tăng cô chú anh chị. Cái lá nhìn dễ thương lắm cô chú à. Hoành là 26. Dạ. Củ đế đặt này là 45. Chiều cao là 53. Tán ngang là 55. Và mã số 40C một cây bạch mai tăng tăng này xin lưu, xin giao lưu là 1.600.000 em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Tàn ấm tàn chân nha cô chú anh chị. Cây nào cũng đế cũ hết thôi cô chú anh chị. 41C. Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hoành chú vị trí này là 25. Dạ. Cô đế cũ là 37. Chiều cao là 68. Tán ngang là 60. Và mã số 41C. Một cây siêu bông bình lợi này em xin luôn là 1.100.000 em bao ship tặng chậu luôn. 1.100.000. Dạ rồi. 42C. Dạ mã số tiếp theo mã số 42C. Một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hoành là 25. Dạ, cái củ chà bá luôn cô chú anh chị. Củ đế này là 50. Dạ, dạ. Chiều cao là 65. Tán ngang là 60. Dạ mã số 42C. Một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1.200.000 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ 1.200.000. Tàn đều vô dây chỉnh sửa ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú chị ha. Dạ rồi. Tôi cũ. Mã số 43. Dạ mã số thì mã số 43C. Cây này lùng lực nở đế luôn á cô chú chị. Dạ hoành là 27. Dạ. Củ đế đặt này là 42. Chiều cao là 60. Tán ngang 55. Và mã số 43C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao luôn là 900 em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Cái này ghép 4 đô nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây. Dạ, cây bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị ha. 44C là một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Cái thủ quá sáng cái thủ rồi cô chú anh chị. Và hoành chỗ vị trí này là 28. Củ đế đặt này là 54. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 60 luôn. Dạ mã số 44C một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1.700.000 bao ship tặng chậu luôn. Dạ 1.700.000 nha cô chú. Nó đâm chèo nách lá ra quá trời luôn cô chú anh chị. Cây này mình ghép chỉ có 5 bo thôi ha. 45. Dạ mã số tiếp theo mã số 45C. Cây này cũng siêu lùng lực luôn ha cô chú anh chị, tàn ấm tàn luôn nha. Sao bên bay gần hai cây thò hơn nghĩ ngoài cây vô bay. Đóng thùng ngon quay 40. Dạ hoành là 33. Dạ. Quá khứ cũ ha cô chú. Củ đế đặt này là 54. Chiều cao là 50 55. Tán ngang là 67.
Dạ, mã số 5, mã số 45C, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.900.000 bao ship tặng chậu luôn. Dạ, cái này mình ghép cũng được 2, 4, 6 bò thôi cô chú anh chị nha. Dạ, mã số 46C. 46C là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Dạ. Dạ, hoành là 19. Dạ. Chiều cao là 35. Tán ngang là 44. Dạ, mã số 46C, một cây cúc thọ hương em xin cho lưu là 500 bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. Mã số 47C. Một cây cúc thọ hương của chú chị. Hoành là 17. Cứ bà đế quá thấy của chú chị. Nó gom cũ không đế luôn của chú chị. Chiều cao 40. Tán ngang là 47. Dạ, mã số 47C, một cây cúc thọ hương này em xin cho lưu là 450 bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Hàng này mình đang mình đôn tàn đang đi cơ đột mới á cô chú anh chị. Rồi. 48C. Dạ, mã số thứ hai, mã số 48C, một cây cúc thọ hương. Dạ. Cái này chọc ghép gần bằng ngón út mình luôn cô chú ha. Hoành là 16. Chiều cao là 44, tán ngang là 53. Dạ, mã số 48C, một cây cúc thọ hương này em xin cho luôn là 500 bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ, 500.000. Dạ. 49. Dạ, mã số tiếp theo, mã số 49C. Một cây siêu bông mình lợi của chú anh chị. Này cũng hang lắc luôn như anh chị ha. Dạ, hoành là 23. Củ đế đặt này là 37. Chiều cao là 54. Tán ngang là 66. Và mã số 49C, một cây siêu bông bà lợi này em xin giao lưu là 800 bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Mã số 50. Và mã số tiếp theo, mã số 50C. 50C là một cây siêu bông bà lợi ghép phơm mai vườn của chính chị. Cái phôi mai vườn. Dạ, hoành chú vị tí này là 40 đúng không chú anh chị? Dạ. Mình sẽ tên đi. Ba mươi chín của chú anh chị. 39 rồi. Cái này lọt lòng trong sáu của chú anh chị. Phôi mai vườn. Cái củ đế này là hết thức dây luôn của chú anh chị. Dạ, cái nồi đế sởm mà nó rẽ nó bấu xuống không mà cô chú anh chị ha. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 42. Cây này em ghép được 1 bò 2, 3, 4, 5, 6 7 bo cô chú anh chị. 7 bo. Hoành to sắc lớn nha cô chú anh chị ha. Dạ, mã số 50C, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 4.800.000 bao ship tặng chậu luôn. Quá tới cái nào đế cô chú anh chị. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ, rồi mã số 50C cũng là mã số clip luôn ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.